Nếu như bạn đang bị đau đầu thì hãy làm ngay cách vừa đơn giản và hiệu quả nhé. Cách vừa đơn giản và hiệu quả này có thể chữa tất cả các loại đau đầu. Nguyên nhân của đau đầu là do cái tuần hoàn máu não của bạn không tốt nên gây ra đau đầu. Thì có một cái huyệt rất là đơn giản là huyệt phong trì ở sau gáy của chúng ta này. Chúng ta dùng ngón trỏ, ngón cái của chúng ta đấy cho ra sau gáy, day mạnh mạnh một chút vào đó. Tìm cái chỗ nào đau nhất ấy, chúng ta day vào đó, day lâu một chút. Chúng ta mỏi tay phải rồi thì chúng ta lại cho tay trái của chúng ta lên day. Chúng ta tìm xung quanh cổ của chúng ta, cái chỗ nào đau thì chúng ta day kỹ một chút. Day xong thì chúng ta sẽ thấy là đầu của chúng ta bớt đau đi rồi. Hãy làm ngay cách vừa đơn giản vừa hiệu quả này nhé, và hãy theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.